Chờ ba với Ly. Chờ với. Ừ, đúng rồi đấy. Chờ ba với nào. Ừ, con đi trước đi. Đi trước đi con. Đi trước đi. Ta đi sau nhé. Hậu tống cho Ly đi nhé. Đi Ly ơi. Đi thẳng lên. Bây giờ mình phải đầu cởi mũ ra, cái mũ cho bạn nào. Vào đây nhé, chưa? Cái cặp đây. Đây. À, đúng rồi, đưa cho bạn. Ừ, giỏi lắm. Con vào tủ lạnh đi, lấy sữa. Sữa đâu? Đúng rồi, mang đây. Quên đóng tủ kìa. Ừ, đóng lại đi. Ừ, đúng rồi. Không, vào đây bà lấy ly cho con nhé. Đổ sữa vào uống cho nó dễ ha. Ha. Chờ tí nhé. Đây nhé. Gấp lại một tí nhé, cho khỏi bị sặc sữa ha. Xong rồi cất đi nhé. Thank you.
đi đâu đây? Đi cho ba xe nào. Là khăn hả? Nè, lấy cái đây ngồi đi con. Ngồi đây. Con ngồi xuống. Ừ. Giỏi lắm. Thế xem ba giặt đồ nhé. Đây nè, ba giặt xong cái ly này thấy không? Đẹp không? Quần áo phải giữ cẩn thận nhé, đừng để bẩn quá nhé. Đây này, bây giờ ba giặt cái này cho con nhé. À, ly vừa lau cái gì hả? Sao nhìn dơ vậy? Ừ. Ừ. Này. À, giặt áo luôn hả? Đưa đây, cho bà giặt áo cho ly luôn à. À. Giặt cái áo cho ly sạch nhá, đi học nhá, con cởi nhá. Rồi, đưa đây. Có giặt không? Ừ, không muốn giặt không? Thử giặt không? Này, có muốn giặt áo không? Này, đây. Này, con giặt đi. Ừ, con giặt đi. Này, giặt đi. Đây, giặt đây mà, treo đấy chị. Giặt. Đúng rồi, đây này, xếp này ra nhỉ. Rồi, Lily. Giặt như vậy đúng rồi, Lily. Này, đúng rồi đấy. Đúng rồi, để bà giữ cái này cho Lily nhá. Đúng rồi. Rồi, Lily giỏi quá nhỉ. Giờ đưa quần áo cho ba nào. Rồi. Rồi, cảm ơn cho ba nào. Đi đây nha. Nè, Ly nè. Đó. À, Lily, lấy cho ba cái rổ đi. Ừ, đúng rồi. Rồi, để con. Để nha. Lily, giúp ba bỏ cái này xuống nào. Rồi, Ly giỏi quá, cảm ơn Ly nhé. Bỏ con vào trong đây nhé, Ly nhé. Thứ ba này, thứ ba bỏ cái này xuống nữa này. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, nha nha nha. Ờ, đi thôi. Nè, đi nào đi. Thôi để ba cầm nhá. Để ba cầm đi nhé, đi lên nhà nè. Ừ, đi, đứng lên coi. Đi nè. Đi, bên đây. Đúng rồi, ngồi im đó. Ngồi im đó. Lily nè. Lily. Ngồi đây. Rồi, đây nha. Đi này nè. Bây giờ bà làm ăn đi nhé. Bây giờ không này nhỉ. Cái gì Linh? Hả? Cái gì vậy? Không vui à? Nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thì nha. Sao? Lily cầm nè, cầm đây nè, bỏ xuống. Ừ. Cầm đấy, bỏ xuống. Đây nữa nè. Lily, giúp ba bỏ cái này xuống nè. Đúng rồi, bỏ thêm này nữa. Rồi, giỏi lắm, bỏ thêm này nữa nha. Đây nữa nè. Đó, để ba xếp lại cho Lily nhá. Lily bỏ thêm này nữa nè. Đúng rồi. Thêm nữa. Thêm nữa nè. Ừ. Và xếp lại cái ly nha. Trông đẹp ha. Mình gọn gàng tí nhỉ. Đúng không? Ừ. Này bác thử cái ly nhá. Rồi, xong rồi. Đi nè. Ngon thế nhỉ? Ôi trời ơi.
Con ra ghế ngồi nè. Ừ, sao? Đây, ngồi đây. Lily thấy giờ thế nào? Có ngon không? Nhìn đỏ ngon quá Lily. À, nhìn con ăn là biết ngon rồi. Lần sau ba làm cho Lily ăn nữa nhé. Lily giỏi lắm. Ngon Lily. Ừ, ngon không? Thấy ăn vậy thì biết ngon rồi nhỉ. Ừ, xong rồi. Xong chưa? Bỏ cái đấy xuống, bỏ cái đấy xuống đi con. Dưới đây ba rửa nè. Ừ. Rồi, con ngồi ghế chơi đi.